Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Mẹ Khoang. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Tên. Chào mọi người, đi nào bác thanh niên ơi. Hello mọi người. Đó thì hiện tại chúng ta đã có mặt ở trong một cái mini game rất rất là quen thuộc các bạn ơi, Lucky Block Parkour. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc chiến giữa hai loại Lucky Block các bạn nha. Bên phải của mình đây đó là Lucky Block Hacker các bạn ơi. À không, đây gọi là siêu hacker. Đấy, còn bên này đó là gọi là anime các bạn nha. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc chiến của hai loại Lucky Block này. Đấy, đâm ra là hôm nay thôi được rồi. Mấy miếng giày mới ngồi một team đây. À, như giờ skin đúng nào, chọn luôn hacker đây. Đấy, nếu qua bên hacker luôn, đằng nào tí nữa chúng ta đổi bên mà. Đấy, bây giờ là mình vào team hacker trước đã, tí nữa sẽ đổi bên bạn ơi. Rồi, ok bạn ơi. Nói chung là anime với có mùi gì đấy anime, ui, anime thì nói chung là rất là fit nha. Còn fit như thế nào thì cái gì đâu xa xa ở nhà ra bát rồi, nó chưa gì con rời này đập toàn gần nhà đấy bạn ơi, mà chưa gì đâu. Đấy 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 đấy, tôi đã thấy cái nguyên cái kia. Úi rồi giật cả mình, mất giường à? Mất giường à, đã phá rồi à? Úi rồi, có vẻ là hacker lỏ. Ok bạn ơi, khỏe hơn đấy nhỉ. Đang chơi hacker lỏ bạn ơi, tí biết chứ nào lễ hội bạn ơi. Ok bạn ơi, cái này rất cát ngu được phá quỷ luôn. Trái Venom luôn. Ui thanh niên được trái Venom luôn à? Cái gì đấy, chưa thấy gác. Ôi đúng rồi. Đấu trâu bắn ngựa à? Ui mày có đấu trâu bắn ngựa à? Để nút tưởng vào đi. Đây đây đây, cái gì đây? Ui cái quần à, cái mũ cái gì cát que tên hơi có đọc đại khái là cho chúng ta. Ui 999 giáp 999 khẩn áp ách, một đấm là đi quy tiên. Ui giời ơi, đâu đưa vanh mc gọi là không lọ lắm đấy. Đưa vanh mc nó có một thanh kiếm gì đây này, thanh kiếm này cho chúng ta một đấu kỹ năng này như rất là mạnh bạn đây, rất là mạnh bạn đây. Oh my god. Ôi đấm quỳ tiền. Thanh kiếm này quá mạnh các bạn ơi. Thế như tôi xuống. Ôi đúng rồi, chết bắt đầu nha, chết bắt đầu à? Bình tĩnh. Thế như ok quên. Thế thì cất đồ đã. Cất đồ. Cất này chết bắt đồ này như. Cái này là đầu tiên mới bắt đồ thôi. Hơi bị xịn này như cái gì có cả vụ chết mạng đầu tiên bắt đồ. Ông chết bảy thanh kiếm đấy thì sao? Đúng rồi, lúc cũng phải cất đi cho an toàn các bạn ơi. Ui trời ơi. Ui, vẫn có 5 đấm. Bigo ra đây phá cái này nhanh, phá cái này có cú không? Ồ đấy. Ui giời, cái gì đây? Đấy có quả multi tool à? Ồ được. Cái này là multi tool đúng không bạn ơi? Ui giời ơi, đào cái được mà. Bay vậy. À như u trái quỷ. À ui giời, chết rồi. Cẩn thận. Con này nó ghê lắm các bạn ơi. Ui. Con này đang trong trạng thái bất tử đấy bạn ơi. Ui giời. Bên đang có trái ánh sáng này để bay bay qua bên chiến. À thế ạ. Ấy ạ. Ui giời, thế như đâu con giải vành đâu ngon qua đây này, nó khẩn trương đấy, ngon qua đây kiến luôn, qua đây rồi thứ này biết là lễ hội này, qua đây đâu rồi con giải đâu rồi như bãi giờ đây mà núp nhiều hơn như sinh nhật từ nếu bãi giờ đây mà núp nào nhanh khẩn trương lên như máu chiến lắm rồi người ta mà chém vậy này. Zeno à quên mất Bigo thích thêm một lần kỹ năng nữa không? Rồi Hoa Kỳ Bá Vương ở đâu ấy nhỉ? Hoa Kỳ Bá Vương có cả Hoa Kỳ Bá Vương à? Có Bá Vương luôn đấy, bãi giờ đây mà núp ấy chứ không có. Ok bạn này đâu rồi con giải nào muốn solo ra sang bên này nhá. Ok bạn tới là đón bạn. Ủa nước gì đây? Chất thải xanh lên lét rồi sợ quá. Mình sẽ cứ tờ bạn này. Núp thêm một cái quần nữa này. Quần trái này phải bay đâu giáp bà rè cái gì đây này như hành giáp. Ok bạn ơi, thôi được rồi, mình cứ tờ có một cái bật lửa. Lucky steel và bật lửa may mắn là không. Ui không có gì. Ô phanh dịch chuyển thay nhà mấy thanh niên rồi. Ui ôi quá dài mạnh lắm, ui ơi, nắm đấm của quá bắt men, ui ơi. À, như đồ này, ok. Ui ơi, con dài con nắm đấm của bắt men ghê quá. Ui ôi, như, kiếm sĩ đâu rồi, kiếm sĩ, ui ơi, con này nó đợi cái mũ này chết dở rồi, biết ơi, chết dở rồi. Rồi, ông con dài. Ủa mày con nó cầm cái kiếm xịn kìa. Ui dồi ôi, chết rồi. Từ để mình nhỏ cho nó có. Mấy con quái nó cầm cái kiếm xịn. Con này nó chém được một cái. Ôi bình tĩnh. Đừng lấy kiếm tao, đừng lấy kiếm của tao mày. Được rồi. Hey, con dài vay mở xoay sang bên này nhá. Ông thực sự là hay cơ lõi. Ôi mày con. Ôi mày con. Ôi mày con.
nó dùng cái sang cửa nắp ngoài, đúng rồi, sang chấn tâm lý luôn mà nó tưởng tiêu diệt. Ui, có này nó vẫn đội cái mũ này. Oh my god, thạch cơ lỏ rồi. Nữa đi vào, đi vào. Có cần giúp không? Không cần. Như ngươi là người gây ra họa này. Ui, con giời quỷ kìa bạn này. Thôi được rồi. Này, như cho người ta tí thời gian này tí ra. Ui rồi, mà lại bạn này. Mà cam tay quá vậy. Ui, có vẻ là con giời kia có cái gọi là vũ khí của Saitama bạn ơi. Saitama. Đâm ra thầy rồi. Thêm một cái vũ khí chân phái rồi. Rồi, hacker rồi. Ông, bây giờ chúng ta hành. Thanh niên đấy bao nhiêu là tí nữa chúng ta sẽ hành lại bấy nhiêu ấy. Không có lấy gì nhá. Nhà vừa lấy mấy con sài kia. Quên mất mấy vừa lấy mấy con sài kia, hình như có thể con sài phanh cũng có haki. À có trái quỷ, đâm ra mình đánh không xuyên người được. Cũng có thể bạn ạ. Vừa lấy rõ ràng là ngang kèo thôi. Đấy. Đèo rồi. Này nó có khả năng như bay như chim này. Thôi được rồi, ta sẽ lên đây. Cho anh thanh kiếm này. Ok bạn này. Này bên kia không được lấy đồ bên này nhá. Này nó quy định rõ ràng ấy, ai đồ dùng người đấy đấy. Như đây. Ok bạn này, tôi lấy haki. Ôi kiếm mày thấy điểm điểm ấy. Thôi thôi. Đây cái này của anh à. Nãy giờ tôi còn chưa. Tôi dùng cái này một lần. Nãy giờ mình còn chưa chọn tộc chọn tủng gì để chúng ta lấy. Đây đây. Ok bạn này. Ôi. Dùng đi, dùng kỹ năng một lần. Cái này ultimate thunder. Ok bạn ơi, đây. Cái này xịt hơn cái kia. Mình sẽ chọn gọi là này. Cái này một người được. Cái nhà Sir Woodman này. Ok bạn ơi, đấy Sir Woodman tăng thêm 25% đam. Tôi sẽ đánh thanh niên này và tôi sẽ cướp lại cái gọi là mũ bạn nha. Như đánh xong nó chết queo luôn bạn ơi. Oh my god. Đánh mất đồ luôn. Ngoài không mất. Bên lava thôi được rồi. Nope, hình như đang trong trạng thái bất tử rồi, biết không ạ? Yên tâm đi. Quá xịn các bạn ơi, này như lần này ta sẽ không phải hacker lỏ nữa. Từ từ nha, chúng ta phải lấy haki đã. Qua đây. Từ, này như người ta đây có ghép pu này. Mình sẽ gọi là bỏ ghép pu đi. Trời ơi, lúc này có quả cổng to trà bát lửa này. Có cổng to trà bát lửa là cái gì? Bên này okay. Bên này có đồ của anh đầu chọc. Anh đầu chọc Saitama. Như ok bạn này, thêm một thanh kiếm. Infinity Sword. Ôi trời. Hai con dài kia đâu rồi? Này như sang mít nha. Đấy. Rồi, này như ok. Đầu chọc quân đấm đi, bay cả tác giả. Okay, bạn này. Bay luôn cơ. Đây rồi, thấy khả năng hacker lỏ chưa? Này như biết tên là lễ hội chưa? Đâu hai con dài này sức mạnh. Bay đâu. Sức mạnh của ta không phải dạng vừa. Sức mạnh của ta không phải dạng vừa. Chết giả rồi. Sức mạnh của ta không phải dạng vừa. Oh my god. Cái gì như vậy? Lủng luôn biết rồi. Con giờ này. Chưa bắn haki. Quên bạn ơi. Chưa bắn haki bạn ơi. Rồi, bắn haki lên. Ta trong trạng thái. Đúng rồi, kỹ năng tiếp theo đây. Oh my god. Đúng rồi, con trời chạy đi đâu ấy hả con trời kia? Ôi đánh con dài này không suy nhê bạn ơi. Vành đánh nút cũng không suy nhê. Không suy nhê đâu. Nhưng mà ta có cách. Ta sẽ kết thúc các người. Chạy thôi. Mất con lóc. Cái này không thoát nổi. Con dài kia. Mình chạy được rồi. Ôi my god. Vành chạy à. Với sức mạnh của ta đâu con dài. Ôi. Con dài. Mày nghĩ là anh cơm cũng một lọ. Ôi.
À, thế cho mấy người biết thế nào là hacker lỏ. Ok bạn ơi, không hiểu rồi. Trời ơi, đừng, mình đâu rồi. Có lỏ, đâu rồi? Lỏ sai ra ma không biết bay. Trời ơi. Anh cứ lỏ đây. Anh cứ lỏ à. Thế đâu anh cứ lỏ à. Cái thế nhờ. Anh cứ lỏ à. Đây là bay. Uầy. Ây á, ây á. Con dài đâu rồi? À, con dài đây các bạn ơi, con dài chui nước. À, cho chúng ta là không sử dụng trái ác quỷ nữa. Rồi, con trái ác quỷ không... Thế thì đi rồi. Rồi. Rồi, con này đi rồi. Con này đi rồi các bạn ơi. Không sao, chúng ta vẫn win, chúng ta vẫn win. Con dài vanh đi rồi. Con dài vanh ngỏm củ tỏi thế kia rồi. Saitama cũng phải chết vì gọi là vực thẳm các bạn ơi. Không không, cái tính ra là quả khắc chế kia nha, quả khắc chế đúng biết rồi, bởi vì trái quỷ rất sợ nước các bạn ơi. Hết âm ra là mình có thể dùng nước để khắc chế. Thôi được rồi, xin phép thắng thêm này, nhưng mà chết dở rồi, mấy con dài đã biết ra điểm yếu của bên kia rồi. Mình phải có biện pháp khác các bạn ơi. Đó rồi, bây giờ là bọn mình sẽ gọi là đuổi phe các bạn nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đổi bên các bạn ơi. Chúng ta qua bên anime. Qua đây. Thời á, còn lâu. Nói chung là bên đấy là phải có cái giày các bạn ơi, không thì cũng phế thôi. Như... Rồi ok bạn ơi, mình phải kiếm. Chúng ta phải kiếm nắm đấm của Saitama đi. Chúng ta kiếm nắm đấm của Saitama đi, đúng không? Úi giời, chết sợ. Chưa gì đã thấy cái bẫy to chà bá lửa này rồi. Ui, chết luôn rồi, chết bị ngạt rồi, hay quá. Bên này chúng ta phải được một đồ của hacker thì mới khỏe. Bên này để chiến thắng được. Đúng biết rồi. Đúng rồi, có xương này. Bên này để chiến thắng được chỉ có cách đó là dùng sở hữu được nắm đấm của Saitama thôi. Mà nếu không là chúng ta... Ủa đây, cái gì đây? Mũ của Muzan chỗ quỷ à? Oh, thanh kiếm của Squid S này. Ok các bạn ơi, Squid S nào. Ui đấy ơi, nắm đấm của Saitama rồi. Này đúc đưa cho nha. Bây giờ Bí Ngô dùng này, Bí Ngô dùng chỉ cần dùng một cái thôi, Bí Ngô đưa đây, thế là Bí Ngô bất tử luôn thì phải. Này đi dùng ra. Rồi ok. Rồi, chúng ta cứ ở đây đi. Này như tí nữa sang tận với con trai sao. Ấy giời, mạnh chưa? Bí Ngô thích sang hành thì cứ sang nhé. Ui giời, u. Phát tổ kết hợp Saitama đây này. Ui giời ơi, nó biết rồi. Ôi, nhặt đi. Ui giời ơi. Trời ơi, bỏ dương. Rồi ok bạn ơi, từ đây nha, mình chọn ấy á, bạn ơi. Rồi, thấy không bên này phải phụ thuộc vào may mắn nữa đây luôn ạ. Rồi, bên đấy phải chứ còn gì nữa. Ôi chết dở rồi. Thế như tạm hãy tin Zeno. Như ok bạn ơi, mình sẽ tự sát đi nhỉ. Ok. Có cái kéo đen xì. Ui rồi, là như mất cái gì mặc được ba đồ mặc hết đi. Đâu Bí Ngô vẫn để một cái ông dương á. Ok ok, chúng ta cứ cất này. À mình có kiếm mình khắc bảo. Quay lại lấy. Ủa Zeno luôn rồi. Rồi dùng một phát quay được rồi. Vậy chúng ta sẽ gọi là bật để Haki vào đây, để Gepo vào đây. Gepo có khả năng nhảy. U đây rồi, có giáp đây rồi. Như cái này các bạn ơi, đó. Rồi, kiếm 300 đam. Ok, cúp này. Thôi ôi, thời tới bạn ơi, có ra kia sang kia giao lưu mấy thanh niên luôn không nhỉ? Giao lưu võ thật luôn đi. Giao lưu võ thật luôn đi. Thôi được rồi, giờ còn bị lợn nó đánh chết. Có cháy gọi là ấy luôn bạn ơi. Uầy, Goro luôn bạn ơi. Uầy, chắc là mình sẽ gọi là đập thêm xíu nữa đi. Uầy, như sang giờ hành mấy con dài cũng có gì đâu. Mấy con dài quá cùi bắp. Ok, uầy. Tí mình sẽ sử dụng sức mạnh từ trái Phật tổ sang bên đấy thử xem nha. Ui, bác người dân bất tử đấm hai cái mới bác mới ngỏm bạn ơi. Thế tính ra là bác người dân này mạng lớn đấy. Ok, nắm đấm của Saitama rồi xem nào. Gì đây? Ui cái gì đây? À, ui, kiếm của Squid S. Rồi mình vừa thấy có cái con lợn có tầm thiên thông nhưng mà nó đi rồi. Lại con lợn đi rồi. Nào bây giờ ui rồi mà như cái gì đây? Đất phun trào núi lửa à? Này. Ui trời ơi. Thì ra cái này có nhảy cao rồi các bạn ơi. Ui cái gì rồi, đây? Rồi tới rồi. À, mồm quỷ các bạn ơi. Rồi ok, mồm của chú quỷ Muzan các bạn ơi. Rồi. Nào mình đấy, sẽ... có cái áo giáp đấy là ngon rồi đấy. Chúng ta có cháy băng. Ừ, áo giáp này. Ok. Có từ đây. Hình như có fly đấy. Ui có fly. Không có fly. Lấy đâu ra, vừa lấy người ta làm gì có fly đâu. Đi mày có kiếm gì à? Mày có kiếm các bạn ơi. Kiếm gì? À, chết dở rồi. Ôi ôi, Vanh có kiếm xịn nhưng mà Vanh dùng, Vanh không có giáp. Đúng rồi, không có giáp. Không có giáp bằng tàn phế, hiểu chưa? Mày như đã như phải đưa cho Zeno dùng cái đấy. Đâu, vừa lấy mình còn không nhớ là mình làm nào để mình trở lên gọi là sang xịn mịn nữa các bạn ạ.
À, được rồi. Núm sẽ quyết định là ăn tự nhiên. Núm sẽ để gọi là cái trái quỷ đây. Quyết định ăn trái hình tô. Thiên này. Đấy, núm sẽ sang bên kia. Núm gọi là giao lưu vài đường võ công cơ bản. Đấy, kìa, thế nó cầm đi. Đây. Đây, cầm đi, ai biết được nhưng mà thế nó còn lại. Cái này có 300 gram à. 300 gram nhưng kỹ năng nó khỏe. À, kỹ năng nó khỏe, kỹ năng à. Ok, bạn ơi, thử nha, mình để ghép bên này đi các bạn ạ. Ê à, rồi đi rồi đấy. Đây, gan này. Vậy biết cái gì khỏe nhất rồi, có thiên khỏe lắm. Ui dồi, ui chết dở rồi. Chết dở rồi, ghép bô kiểu gì thế này. Thế nữa ghép bô này, cái gì nữa ghép bô. Xuống lòng đất à. Kìa, sao ghép bô này lộn nhéo lòng đất này. Ảo thật đấy các bạn ơi. Thôi sợ gì, nghén thì nói đi. Lúc đấy nhầm à. Lúc đấy nhầm solo rồi. Solo biết nghĩ mà. Mày quá, mất rồi, mất. Mất con khí găng rồi. Ta vẫn lên được. Đâu, người ta còn nhiều lắm. Ta vẫn lên được. Ta vẫn lên được, ta vẫn ngồi lên bạn ơi, ngồi lên, ý chí kiên cường nó. Ý chí này là đi rồi. Cày đấy nhờ, lấy nhầm lướt bạn ơi. Còn trong xương nữa bạn ơi. Đâu, ok, đưa lại nút cái này. Kỹ năng nhá. Cày thế nhờ. Ui. À, kỹ năng cũng được á. Đâu, tử nhà quên mất nút. Ôi, cái nữa này, trời ơi. Ừ, cất. Này, đập gần nhà thế, như tí chết người ta. Quay bạn ơi, đây. Mình sẽ gọi là nhà toàn lửa không? Đây, ta sẽ báo tôi nghe thấy tiếng chiếu gì rồi ấy, Dino ạ. Chuẩn bị đón lấy cơn thịnh nộ như sai thôi thôi, bỏ lách đừng bỏ đi, Dino ạ. Không sao đâu. Cày thế nhỉ, vừa đấy lấy nhầm các bạn này, bực cá mình. Cái đấy chém được. Cái đấy chém được. Chém thường thôi, chém thường. Bỏ lách bình. Bỏ lách bình à. Ok, đâu, sao nào? Mình sẽ gọi là ô cái này ô trả ra cái gì? Tôi thấy sai sai bạn ơi. Rồi. Nào. Đi qua bên này bạn ơi. 2500 nam. Ô chào các con rời hacker lỏ. Ôi. Cái gì đây? Ta tới đây. Xong. Ta tới đây các người ơi. Xong thì hết người gánh rồi. Ta tới các người ơi. Các người ơi. Ôi giời ơi, tưởng các người đâu. Quá lỏ bạn ơi, để như để năm đấm ở đây, đâu rồi, các người đâu rồi. Các người đâu rồi. Úi giời ơi. Quá lỏ, à vanh là nhiều cái kiếm dự trữ. Chúng ta sẽ chưa gọi là, ấy bạn ơi, đâu rồi. À, mấy cái đồ này thì mình không được dùng bạn ơi, mình sẽ tiêu hủy nó đi. Đừng. Ồ, chưa tiêu hủy được bạn ơi. Đấm tay không, đây là vanh còn đang đấm tay không với thầy Nhiên. Đứng lại. Quá mạnh bạn ơi. Ta sẽ tiêu hủy các cái thứ này bạn ơi, chúng ta sẽ tiêu hủy. Đấy. Bạn vừa xe đứng lại. Rồi, ok bạn ơi. Ui, cái nhà là nhặt ở đây tí mình vứt đi bạn ơi. Đấy, mình chỉ được sử dụng những cái liên quan đến anime thôi. Rồi. Mấy con dài đâu hết cả rồi nhỉ. Thôi mấy con dài yếu quá. Rồi xong biết hết rồi, chạy thấy hết thôi rồi. Thôi chúng ta lại về đi. Đấy, chúng ta lại về nhà đi kiếm xem rằng là có điều gì xịn xò không. Chào gắt đi. Vừa đấy người ta cầm nhầm thôi. Đâu định làm gì đấy? Chưa tiêu hủy. Mình vừa qua nhà mới thấy nhân kia đập. Định làm gì đấy? Con dài đập nhờ bạn ơi. Ngô không biết gì luôn. Con dài với Ngô này không biết cái gì. Anh mắc được bà lóc chưa? Đâu có người đi nhầm nhà đấy sao chứ? Định làm gì đấy? Định ra đây mắc nhà đâu, người ta đi thẳng. Định ra đây mắc bà này. Người dài không có tuổi. Cho dùng chiêu cái. Nên có cố gắng nhưng mà với sức mạnh của trái phật tổ thì. Ai dê nuôi có. Nó phải khác lắm. Ui giời, con dài, ui con dài trâu đây. Đánh đi. Con dài đây. Ui giời. Con dài bất tử rồi bạn ơi. Thế à? Thế à? Ta cái chỉ... gì đây? Ta lấy đồ tiêu hủy ngay rồi chứ. Lấy đồ tiêu hủy. Rồi, lỡ gáy bất tử. Như không. Đi rồi. Quả đấy là mình dùng kỹ năng nên đâm ra chắc con dài không bị sát thương bạn ơi. Như thôi được rồi. Sao mặc con nhô. Con dài nhặt đồ. Đánh nè. Như bí ngô dài xử lý đây. Núp... ok ấy bạn ơi. Hỏi đúng vài nút gọi là đập tiếp đây. Ui sợi ơi. Tính ra là vừa lấy mình cũng may mắn các bạn ơi, đã gọi là lucky block về bạn ơi. Đây. Tắt gọi là haki đi. Chúng ta gọi là vứt tiêu hủy mấy cái món đồ mình nhặt được các bạn ơi, tránh trường hợp mấy con sợi mà như vớ được. Bây giờ phải có kiếm kia anh ơi. Đúng rồi, kiếm kia là kiếm gì? Nào, bây giờ phải sống được đã. Đúng rồi, phải sống. Nhưng phải có cả dây nữa không bay được. Có Gepo đây, mà nếu Gepo bay được mấy cái này lại sống này. Rồi ơi, ok bạn này đi. Cái lửa phải có giày gì ấy. Đúng rồi. Đi đúng rồi, vừa lấy thông báo là núp nhặt được cái giày gì. Cái giày gì không biết được cái giày gì. Cái gì ấy. Cái giày gì ấy. Ok bạn này đi. Để núp núp đập thêm bạn nha. Để xem là được cái gì không bạn này. Chưa kết liễu mấy con giày này vội. Cho mấy con giày 2 phút nha.
À, 2 phút để mấy con dài đấy là... Đây, 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 đúng rồi. Đây, đưa banh, đưa banh đi. Đó, đó. Sao bên kia, bên kia. Hình như bên kia chết hết rồi. Bên kia mất đồ, nhưng bên kia kiếm được cái gì? Xong. À, bên kia kiếm được kiếm đi. Banh đâu rồi, banh rồi. Banh cái gì, banh rớt xuống vực, banh chết rồi, có bay đâu. Bên kia kiếm được kiếm vip rồi. Mình kia kiếm được kiếm vip sướng. Và sướng quá hóa rồi ấy, chết queo luôn cả đám. Dùng luôn. Tưởng thế nào, bạn ơi, tưởng thế nào. Tí nữa mình phải kiếm thanh nữa. Ôi trời, ôi trời. À, à, để con nào. Con nào. Ra đây, đứng lại. Trời, đứng lại. Ui, cái gì đấy, thầy đang làm gì đấy. Ok. Đây này, này, chấn lộn mấy cái này này. Như Dung Ngân Hận mất sướng mấy con dài thua luôn đấy, mình phải hành. Như vừa nãy may là mình chiến thắng rồi đấy. Ờ, nhưng công nhận là bên đấy yếu hơn so với cả Saitama các bạn ạ. À, nếu mà chúng ta vừa nãy không có sự may mắn đấy từ nước, không sự may mắn từ đôi giày, cái thanh kiếm mà chúng ta khó mà thắng được bạn ơi. Ui giời, con dài kia sử dụng cái cháy lửa các bạn ơi. À, úi dồi, con dài vanh kìa. Con dài vanh kìa, như... Thôi được rồi. Tự dùng kiếm của mình tự chết. Rồi. Đây đi. Đây. Tự dùng kiếm của mình tự chết ạ. Có vẻ hai con dài này hơi khó sống các bạn ạ. Úi dồi. Ai à, con dài có kỹ năng lướt kìa. Ây xa, à, con dài. Con dài Zeno có khả năng ghê gớm lắm. Cẩn thận nhá. Như, thôi được rồi, như phải xử lý con dài đấy, tránh trường hợp. Con dài có khả năng dịch chuyển ghê lắm. Ui ơi, chết dở rồi, cao thủ rồi, cao thủ hacker lỏ rồi. Rồi. Con dài có khả năng dịch chuyển kìa. À, đứng lại đây. À, con dài dịch chuyển. Con dài dịch chuyển chạy ghê quá bạn ơi. Đâu rồi, con dài đâu rồi. Giống rồi. Con dài chạy rồi, con dài chạy rồi. Con dài chạy rồi bạn ơi. Kiếm này để chạy. Ngon này. Kiếm này để chạy à, nguy dợ. Ôi con kia là sao hả Zeno? Chịu rồi. Như không, nắm đấm một lúc đấm xa quá đâu rồi. Ui con dài được cái kiếm gì đây? À đắc mê rồi, hình như là cái kiếm này có khả năng dịch chuyển này. Nè như thôi được rồi. À, giải thoát được mấy con dài đi ngồi ạ, mấy con dài này như không có sự may mắn rồi. À, chúng ta xử lý con dài đi. Không cần đâu đừng. À đâu rồi đúng rồi. Không có may mắn rất nhiều lần đấy nhưng đúng mà rồi, bỏ qua. Đúng rồi, xử lý ngay ném quả cầu lửa về phía đấy đi. Wow. Ok rồi, phải đi luôn đến nhà rồi. Rồi, không chết ai. Không chết ai thì không bây giờ chết rồi. Nhưng với sức mạnh của ta, với sức mạnh đâu, của Phật Tổ. Rồi, ok, con dài đi rồi. À, vừa ra được thanh kiếm tím rồi. Tím con dài Zeno đây. Tím con dài Zeno đâu nhỉ? Đây. Con dài Zeno rồi bạn ơi. Còn 4 máu đây. Ok, bạn ơi, chạy đi đâu? À, cái gì đây? Có cái gì đây? Đồ ơi. À con dài vẫn chạy được các bạn ạ. À, nhưng... quả nữa nè. À, mình đang ở trong trạng trạng thái siêu to khổng lồ. Dây dụa này. Ui, tính ra hai con dài chắc là kiếm được kiếm xịn nhưng mà khổ chắc là sức mạnh chưa đủ bạn ơi. Ui, tính ra hacker là vừa lấy mình cũng hên phết các bạn. Rồi chết que tôi rồi. Này, như ủa, mình cũng kiếm gọi là tự đi mà. Oh no. Ok bạn. Ui, tính ra là mình cũng hên là vừa lấy là mình như tẩn được thanh niên manh xuống nước cộng thêm gọi là cái đôi giày có thể bay được. Cộng lên thanh kiếm siêu xịn sò của hacker lõi mới chiến thắng được bạn ấy, chứ không là mình thấy rằng là ở bên anime là khi chúng ta trở thành Saitama chúng ta là vũ địch thiên hạ các bạn nha. Ok thì có lẽ là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả trong lúc tìm ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.